bên Thỏ Miền Nam thì hôm nay mình được mời đi hỗ trợ ở một cái trại thỏ thuộc khu vực Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đó là trại thỏ của anh Chinh. Và cái vấn đề anh đang gặp phải là gì thì xin mời bà con cùng theo dõi video này nhé. Giới thiệu bà con thì đây là trại thỏ của anh Chinh ha. Thì hiện tại mình đang theo dõi một cái ca bệnh cho anh. Với sự đề nghị của anh thì hôm nay mình sẽ quay cho bà con mình xem luôn. Là cái trường hợp con thỏ nó ăn cái bàn chân của nó ha. Đây, để bắt lên cho bà con mình coi nè. Đây, cái trường hợp là con thỏ nó ăn cái bàn chân nó như vậy. Mà trại của anh thì hiện tại bị là khoảng 5 hoặc 7 con gì đó bà con. Thì cái tỷ lệ bị cũng khá là nhiều. Thì đây là cái thỏ giống mới vừa được bắt về trại. Và theo như tiết lộ thì anh bắt ở một cái trại giống khu vực Đồng Nai. Và cái chủ trại thì chưa hướng dẫn nhiệt tình lắm nên là anh quyết định là nhờ sự hỗ trợ của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ quay xem một vài trường hợp nữa cho bà con mình xem. Và sau đó mình sẽ nói sâu vào cái bệnh này để bà con mình hiểu thêm về cái bệnh này ha. Thì đây. Đây là một cái trường hợp nó ăn cái bàn chân của nó. Nhưng mà đây là cái ca còn nhẹ, cái ca nhẹ ha bà con. Đây, bà con có thể thấy ha. Đó, nó chỉ hơi có cái đốt vậy thôi. Rồi, đây là cái thỏ giống là toàn bộ là mới được bắt về hết bà con. Cái dàn giống này bắt về được bao lâu? Dạ, khoảng tầm 1 tháng hơn đây. 1 tháng hơn ha. Dạ. Rồi, chuồng trại thì cũng chuồng trại mới. Chuồng trại cũng ráp trước đó cỡ khoảng tháng chứ hả? Ráp trước thì khoảng tầm tuần à, bắt đầu là ráp xong xuôi cỡ trong vòng 1 tuần cái đi bắt đầu là bắt thỏ về đó. Ừ. Rồi trên cái lâm sàng thì mình sẽ thấy là cái này chuồng trại mới, không thể đổ thừa do môi trường nuôi bị dơ được. Cái này mà đổ thừa do môi trường nuôi dơ là phản khoa học nha bà con ha. Tại vì đa số những trường hợp mà như vậy thì bà con nói là do môi trường chăn nuôi dơ hoặc là này nọ, nhưng mà nó không phải. Đây là chuồng trại mới hết, mới ráp, mới bắt thỏ giống về và phát hiện được khoảng 5 đến 7 con bị. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói với bà con cùng anh chủ trại đây hiểu luôn là cái này không phải ghẻ. Thành ra mình xử lý mà theo như chích thuốc ghẻ là sai. Nó thẳng luôn là sai. Nó chỉ trúng đối với những con nào thực tế nó bị cái đó kẹp theo cái bệnh ghẻ nữa thì nó sẽ hết bệnh ghẻ và con chích thì sẽ thấy nó bớt đi, nhưng mà nó về cái mức độ mà lành bệnh thì nó sẽ không có lành bệnh được. Thì để mình sẽ nhờ anh chủ trại hỗ trợ cầm cái con thỏ lên để mình nói cho bà con mình. Rồi đây là cái trường hợp hen, là anh chủ trại đã cạo lông ra rồi. Nó bị một cái vết thương ở ngoài da đây. Nó dài ở đây, chỗ xanh xanh nè bà con. Còn ở trên đây nó sẽ bị giống như nấm nó ăn vậy đó. Giống như nấm vậy, mình cào giống như nấm vậy đó. Ở dưới gót cũng bị nữa nè. Đây. Dưới gót bằng chân. Cái này lâu ngày nó sẽ làm cái cục chai đây, rồi nó tróc cục chai ra nó ăn từ từ luôn. Rồi để nó xuống cho thoải mái cái đi. Những cái trắng trắng này là cái gì? Nó khô nè, mình cào ra nè. Rồi giải thích với bà con luôn, đây không phải là bệnh nấm, cũng không phải bệnh ghẻ. Nó không phải bệnh. Cái này với trường hợp này nên xử lý theo cái vết thương ở người, tức là vết thương bình thường thôi, vết thương ngoài da thôi. Còn cái này mà chích thuốc ghẻ là tầm bậy, là sai. Bà con chích thuốc ghẻ mà bà con sẽ không xử lý cái những cái vết thương này là nó sẽ ăn từ từ, nó cục cái ngón này luôn, nó cục cái bàn này luôn. Nên thì những bà con nào mà có trường hợp này thì lưu ý hen, mình nên xử lý theo như vết thương ở người, tức là con người mình bị thương như thế nào mình xử lý cái vết thương này giống y chang như vậy. Còn cái chuyện chích thuốc ghẻ gì đó là chỉ cái chuyện bổ trợ thêm thôi. Chứ cái này thực tế là không phải ghẻ mà cũng không phải nấm, cái này không phải nấm cũng phải ghẻ luôn. Nhưng mà để cái trường hợp này xảy ra thì trước đó nó đã bị bệnh rất là lâu, nó bệnh phải cả tháng nó mới ra được cái trường hợp này. Thành thử ra bà con nên sát trùng chuồng trại ha, rồi theo dõi cái bầy thỏ trong trại của mình. Cái con nào mà nó có cái tướng đi mà nó lạ lạ đó, hoặc là mình thấy cái bàn chân của nó mà nó có cái mục á, là mình xách lên mình kiểm tra liền.
chứ mình không để nó phát ra được cái trường hợp này. Nếu mà nó phát ra được cái trường hợp này á thì xử lý rất là khó. Những cái trường hợp lúc nãy mình quay á, là nó mới có một cái đốt nhỏ thôi thì mình dễ xử lý hơn. Và cái trường hợp này là nó bị rất lâu nha bà con ha, thành thử ra là nên là kiểm tra con thỏ mình cho kỹ để mình xử lý sớm ha. Đối với những cái trường hợp nhẹ hơn thì nó đây nhẹ hơn, đây những trường hợp này nhẹ hơn, nó chỉ mới chút xíu thôi ha. Rồi cái đây là cái trường hợp mà nó nhẹ hơn ha, là nó chỉ có một cái đốt nhỏ ở ngay chỗ cái ngón chân nữa thôi. Nhưng tùy con, có con nó sẽ xuất hiện ở ngay chỗ cái giáp mí giữa hai ngón, còn xuất hiện chính giữa ha. Những cái chỗ này thì mình thấy, một là mình thấy bên ngoài như vậy, còn hai là mình thấy cái chỗ này nó sưng lên, mình đè đè vô mà cảm thấy nó mềm á, giống như sưng vậy đó, giống như người mình bị sưng vậy đó. Thì bà con nên coi kỹ và xử lý ha. Có cần lấy cái hình ảnh cái con bị ngay chính giữa luôn? Lấy cái con nào bị ngay chính giữa luôn. Rồi đây là cái con mà nó bị ngay chính giữa ha bà con ha. Nó cũng là nó giống như vết thương thôi, này nó đang sưng nè, mà nó có một cái vết thương nè, giống như nó cái mài vậy đó ha. Rồi anh bỏ giờ lại chuồng đi. Thì những cái con thỏ này là những con thỏ giống anh mới bắt, chứ không phải là nuôi lâu trong chuồng, mà cũng không phải là chuồng dơ giống như nãy mình nói. Cái này là chuồng hoàn toàn mới hết. Và để cái trường hợp này xảy ra được thì nó phải tiến triển bệnh cả tháng trời, tức là nó đã bị nhiễm trước đó rồi. Thì cái này là mình xử lý như mình nói, là xử lý theo dạng vết thương. Còn xử lý cụ thể như thế nào thì bà con nào bị những cái trường hợp này thì cứ liên hệ với mình chỉ trực tiếp ha. Như bà con nào có khu vực trại ở gần thì mình sẽ tới trực tiếp mình hỗ trợ, giống như là chỗ anh Trinh đây. Còn nếu mà trại nào ở xa thì có thể liên hệ với mình qua Zalo, Facebook hoặc số điện thoại để mình trả lời trực tiếp hoặc là hướng dẫn trực tiếp cho bà con cái cách xử lý ha. Cái này thì tốt nhất là bà con mới ban đầu phát hiện thì đừng nên chích thuốc rẻ, mà phải coi kỹ là nó bị cái gì ha. Rồi thì hẹn gặp lại bà con trong cái clip kế tiếp nha.